Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử lớp 9 trang 10 đến trang 13. Bài 2: Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945. Học xong bài này, các em sẽ trình bày được những cái nét chính về phong trào cách mạng và sự thành lập quốc tế cộng sản. Đại suy thoái kinh tế năm 1929-1933, sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Nhận biết được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Các em quan sát hình 2.1, đây là những chiếc xe hơi được rao bán với 100 USD trong đại suy thoái kinh tế Mỹ năm 1929. Hình 2.2, Tổng thống Hindenburg trao quyền thủ tướng cho Hitler Đức năm 1933. Trong những năm 1918 đến 1945 thì lịch sử châu Âu và nước Mỹ đã trải qua những bước phát triển thăng trầm đầy biến động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Em biết gì về những biến động đó thông qua hai hình trên: sự ra đời của quốc tế cộng sản, đại suy thoái kinh tế thế giới năm 1929 đến 1933 và sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít có liên quan gì đến tình hình đó? Đầu tiên, hai hình ảnh trên thì đề cập đến hai cái biến động trong lịch sử châu Âu và nước Mỹ trong năm 1918-1945, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933, sự xuất hiện và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở một số quốc gia như Đức, Italia, Nhật Bản. Về liên hệ ở đây, sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế đã dẫn đến sự ra đời của Tổ chức Quốc tế Cộng sản tháng 3 năm 1919. Sự xuất hiện và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở nhiều quốc gia đã khiến cho nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới sắp bùng nổ ra. Số 1 nhỏ, phong trào cách mạng 1918-1923 và sự thành lập quốc tế cộng sản 1919. A. Phong trào cách mạng ở các nước tư bản châu Âu. Do hậu quả nặng nề của chiến tranh thế giới thứ nhất và tác động của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, vào những năm 1918-1923, một phong trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu khắp các nước tư bản châu Âu. Ở Đức, ngày 9 tháng 11 năm 1918 thì công nhân và các tầng lớp nhân dân ở Berlin đã tổng bãi công, sau đó chuyển thành khởi nghĩa vũ trang với sự tham gia của cả binh lính đã lật đổ chế độ quân chủ. Sau đó chính quyền đã rơi vào tay giai cấp tư sản, chế độ Cộng hòa tư sản ở Đức được thiết lập. Tháng 12 năm 1918 thì Đảng Cộng sản Đức được thành lập. Trong những năm 1919-1923 thì phong trào cách mạng chống lại giai cấp tư sản vẫn tiếp diễn nhưng thất bại. Các quan sát hình 2.3, nhân dân tập trung trước tòa nhà Reichstag Đức trong buổi tuyên bố thành lập chính phủ mới năm 1918. Phong trào cách mạng cũng phát triển mạnh ở các nước châu Âu như Hungary, Anh, Pháp. Ở Anh thì từ năm 1919 đến năm 1921 thì đã có tới 6,5 triệu người bãi công. Công nhân không những đưa ra yêu sách kinh tế mà còn đưa ra yêu sách về chính trị. Ở Pháp thì phong trào bãi công của công nhân đã chuyển thành cao trào cách mạng với cái cuộc tổng bãi công lớn nhất nổ ra nhân ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 1920, lôi cuốn hơn 1 triệu người tham gia và kéo dài suốt một tuần lễ. Em có biết ở Italia tính riêng năm 1919 thì đã có hơn 1.600 cuộc bãi công với hơn 1 triệu người tham gia. Phong trào đấu tranh của công nhân đã đạt đến đỉnh điểm vào năm 1920 khi chuyển thành phong trào chiếm công xưởng, thành lập các đội cận vệ đỏ để bảo vệ công xưởng. Qua phong trào thì nhiều đảng cộng sản được thành lập như Đảng Cộng sản Hungary 1918, Đảng Cộng sản Pháp 1920, Đảng Cộng sản Anh 1920, Đảng Cộng sản Italia 1921. Câu hỏi: trình bày những nét chính về phong trào cách mạng ở các nước tư bản châu Âu
từ năm 1918 đến năm 1923. Thì những cái nét chính về phong trào đó là do hậu quả nặng nề của chiến tranh thế giới thứ nhất và tác động của cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Thì vào những năm 1918-1923, phong trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu khắp các nước tư bản châu Âu. Ở Đức thì ngày 19 tháng 11 năm 1918 thì công nhân và các tầng lớp nhân dân ở Berlin đã nổi dậy đấu tranh, lật đổ chế độ quân chủ. Tuy nhiên sau đó chính quyền đã rơi vào tay giai cấp tư sản. Tháng 12 năm 1918 thì Đảng Cộng sản Đức được thành lập. Trong những năm 1919-1923, phong trào cách mạng chống lại giai cấp tư sản vẫn tiếp diễn nhưng thất bại. Phong trào cách mạng cũng phát triển mạnh ở các nước châu Âu như Hungary, Anh, Pháp. Ở Anh thì từ năm 1919 đến năm 1921 thì đã có tới 6,5 triệu người bãi công. Ở Pháp thì phong trào bãi công của công nhân đã chuyển thành cao trào cách mạng với cuộc tổng bãi công lớn nhất nổ ra nhân ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 1920, lôi cuốn hơn 1 triệu người tham gia. Qua phong trào thì nhiều đảng cộng sản được thành lập như Đảng Cộng sản Hungary 1918, Đảng Cộng sản Pháp 1920, Đảng Cộng sản Anh 1920, Đảng Cộng sản Italia 1921. Tiếp theo bề nhỏ, sự thành lập quốc tế cộng sản. Sự phát triển của phong trào cách mạng đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo. Tháng 3 năm 1919 thì với những cái hoạt động tích cực của Lenin và đảng Bolshevik Nga, quốc tế cộng sản còn gọi là quốc tế thứ ba được thành lập ở Moscow. Trong thời gian tồn tại năm 1919 đến năm 1943 thì quốc tế cộng sản đã tiến hành 7 kỳ đại hội, đề ra đường lối cho từng thời kỳ phát triển của cách mạng thế giới, trở thành tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Tại đại hội lần thứ 2 năm 1920, quốc tế cộng sản thông qua luận cương về vấn đề dân tộc và về vấn đề thuộc địa do Lenin dự thảo với khẩu hiệu vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở luận cương con đường cứu nước, giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam. Năm 1943, do sự thay đổi của tình hình thế giới, quốc tế cộng sản tuyên bố tự giải tán. Câu hỏi trình bày sự thành lập và một số hoạt động chính của quốc tế cộng sản. Đầu tiên, sự ra đời. Thì sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã đặt ra cái yêu cầu cần phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo. Những cái hoạt động tích cực của Lenin và đảng Bolshevik Nga. Đến tháng 3 năm 1919 thì quốc tế cộng sản còn gọi là quốc tế thứ ba được thành lập ở Moscow. Về hoạt động chính thì trong thời gian tồn tại từ năm 1919 đến năm 1943 thì quốc tế cộng sản đã tiến hành 7 kỳ đại hội đề ra cái đường lối cho từng thời kỳ phát triển của cách mạng thế giới, trở thành tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Năm 1943, do sự thay đổi của tình hình thế giới nên quốc tế cộng sản đã tuyên bố tự giải tán. Tiếp theo số 2 nhỏ, cuộc đại suy thoái kinh tế 1929-1933 và sự hình thành chủ nghĩa phát xít. Trong những năm 1924-1929, kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, sản xuất tăng lên nhanh chóng nhưng do sản xuất ồ ạt, nhu cầu và sức mua của thị trường không có sự tăng lên tương ứng, làm cho hàng hóa trở nên ế thừa và dẫn đến suy thoái trong sản xuất. Vì thế đời sống của đa số nhân dân không được cải thiện, đó là những cái nguyên nhân dẫn tới cuộc đại suy thoái kinh tế.
Tháng 10 năm 1929, cuộc đại suy thoái kinh tế bùng nổ ở Mỹ, sau đó lan rộng ra toàn thế giới. Tư bản chủ nghĩa diễn ra trên tất cả các lĩnh vực như tài chính, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, kéo dài gần 4 năm, trầm trọng nhất là năm 1932. Cuộc đại suy thoái đó đã tàn phá nặng nề kinh tế và gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội ở các nước tư bản chủ nghĩa. Theo quan sát hình 2.4, dòng người thất nghiệp ở Hà Lan trong đại suy thoái kinh tế. Tư liệu số công nhân thất nghiệp đã lên đến 50 triệu. Hàng triệu nông dân bị mất ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói. Trong bối cảnh đó thì phong trào cách mạng thế giới đã có bước chuyển biến mới. Thoái trào tiến dần lên cao trào. Theo thống kê không đầy đủ thì từ năm 1928, cuối năm 1933 thì số người tham gia bãi công ở các nước tư bản chủ nghĩa đã lên tới 17 triệu. Theo Nguyễn Anh Thái, chủ biên Lịch sử Thế giới hiện đại, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011, trang 99. Để thoát khỏi cái đại suy thoái, các nước Anh, Pháp có nhiều thuộc địa, vốn là thị trường, nên tiến hành những cái cuộc cải cách kinh tế xã hội. Trong khi đó, các nước Đức, Italia không có hoặc là có ít thuộc địa, nên ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu thị trường, đã đi theo con đường phát xít hóa, thiết lập chế độ độc tài, phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới. Ở Đức, để đối phó lại đại suy thoái kinh tế và phong trào cách mạng ngày càng dâng cao thì giai cấp tư sản cầm quyền quyết định đưa Hitler lên làm thủ tướng tháng 1 1933. Nước Đức trở thành một lò lửa chiến tranh. Ở Italia, một lò lửa chiến tranh khác cũng xuất hiện do chính phủ không thỏa mãn với việc phân chia lại thế giới theo hòa ước Versailles nên đã bành trướng thế lực và tiến hành xâm chiếm thuộc địa ở châu Phi, khu vực Địa Trung Hải. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1, khai thác tư liệu và thông tin trong một em hãy trình bày nguyên nhân và biểu hiện của cuộc đại suy thoái kinh tế trong những năm 1929-1933. Về nguyên nhân của đại suy thoái kinh tế đó là do trong những năm 1924-1929 thì kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa phát xít, các nước tư bản chủ nghĩa đã phát triển mạnh mẽ, sản xuất tăng lên nhanh chóng. Nhưng do sản xuất ồ ạt, nhu cầu và sức mua của thị trường không có sự tăng lên tương ứng, làm cho hàng hóa trở nên ế thừa và dẫn đến suy thoái trong sản xuất. Biểu hiện là tháng 10 năm 1929, cuộc đại suy thoái kinh tế bùng nổ ở Mỹ, sau đó lan rộng ra toàn thế giới, tư bản chủ nghĩa diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, tài chính, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp. Khủng hoảng kéo dài gần 4 năm, trầm trọng nhất là năm 1932. Hai nhỏ, sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu diễn ra như thế nào? Thì để thoát khỏi cái đại suy thoái kinh tế năm 1929-1933 thì các nước tư bản đã có nhiều cách ứng phó khác nhau. Các nước Anh, Pháp có nhiều thuộc địa vốn là thị trường nên đã tiến hành những cuộc cải cách kinh tế xã hội. Các nước Đức, Italia không có hoặc là có ít thuộc địa nên ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu thị trường, đã đi theo con đường phát xít hóa, thiết lập chế độ độc tài, phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới. Sự xuất hiện và lên cầm quyền của lực lượng phát xít ở các quốc gia như Đức, Italia, Nhật Bản đã đặt thế giới trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến gần. Tiếp theo số 3 nhỏ, nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. A. Tình hình chính trị. Về đối nội thì trong những năm 20 của thế kỷ 20, đảng Cộng hòa liên tục nắm chính quyền đề cao cái sự phồn vinh của nền kinh tế, ngăn chặn các cuộc đấu tranh của công nhân, đàn áp những người có tư tưởng tiến bộ. Năm 1930, đảng Dân Chủ giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội Mỹ. Năm 1932, ứng cử viên đảng Dân Chủ là Roosevelt được bầu làm tổng thống.
Về đối ngoại thì trong những năm 20 của thế kỷ 20, giới cầm quyền Mỹ theo đuổi lập trường chống Liên Xô tiếp tục thực hiện học thuyết Monroe, châu Mỹ của người châu Mỹ. Để bành trướng thậm chí can thiệp vào quân sự khi cần thiết đối với cái khu vực Mỹ Latin. Theo quan sát hình 2.5, Tổng thống Roosevelt tuyên bố nhậm chức năm 1933. Từ năm 1933, chính phủ của Tổng thống Roosevelt đã công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô, thực hiện chính sách láng giềng thân thiện đối với các nước Mỹ Latin. B nhỏ, sự phát triển kinh tế. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đem lại cơ hội vàng cho sự phát triển kinh tế nước Mỹ, đưa nền kinh tế nước này bước vào thời kỳ hoàng kim trong những năm 20 của thế kỷ 20. Chỉ trong vòng 6 năm 1923-1929, sản lượng công nghiệp Mỹ tăng 69%. Năm 1929, Mỹ chiếm 48% sản lượng công nghiệp thế giới, đứng đầu thế giới về ngành công nghiệp sản xuất ô tô, thép và dầu mỏ. Cuộc đại suy thoái kinh tế bùng nổ ở Mỹ tháng 10 năm 1929 đã bắt đầu từ lĩnh vực tài chính rồi nhanh chóng lan rộng ra các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, khiến nền kinh tế tài chính Mỹ bị chấn động dữ dội. Để đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc đại suy thoái thì Tổng thống Roosevelt đã thực hiện chính sách mới. Chính sách mới bao gồm các cái biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế tài chính, cải tổ hệ thống ngân hàng, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội. Các quan sát hình 2.6 cuộc meeting của những người thất nghiệp ở Mỹ năm 1931. Về chính sách mới đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mỹ, góp phần làm cho nước Mỹ duy trì được chế độ dân chủ tư sản, tình hình chính trị xã hội dần được ổn định. Theo quan sát hình 2.7, đây là bức tranh đương thời mô tả chính sách mới của Mỹ, người khổng lồ tượng trưng cho nhà nước. Câu hỏi trình bày những nét lớn về tình hình chính trị kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Về tình hình chính trị, về đối nội, thì trong những năm 20 của thế kỷ 20, Đảng Cộng Hòa liên tục nắm chính quyền, đề cao sự phồn vinh của nền kinh tế, ngăn chặn các cuộc đấu tranh của công nhân, đàn áp những người có tư tưởng tiến bộ. Năm 1930 thì Đảng Dân Chủ đã giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội Mỹ. Về đối ngoại, trong những năm 20 của thế kỷ 20, giới cầm quyền Mỹ đã theo đuổi lập trường chống Liên Xô, tiếp tục thực hiện học thuyết Monroe, châu Mỹ của người châu Mỹ để bành trướng, thậm chí can thiệp về quân sự khi cần thiết, đối với khu vực Mỹ Latin. Từ năm 1933, chính phủ của Tổng thống Roosevelt đã công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô, thực hiện chính sách láng giềng thân thiện đối với các nước Mỹ Latin. Tiếp theo, sự phát triển kinh tế. Thì trong những năm 20 của thế kỷ 20, kinh tế Mỹ đã bước vào cái thời kỳ phát triển hoàng kim. Tháng 10 năm 1929, cuộc đại suy thoái kinh tế bùng nổ ở Mỹ, bắt đầu từ lĩnh vực tài chính rồi nhanh chóng lan ra các lĩnh vực khác, khiến nền kinh tế tài chính bị sa sút. Để đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc đại suy thoái thì Tổng thống Roosevelt đã thực hiện chính sách mới với các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế chính, cải tổ hệ thống ngân hàng, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội. Chính sách mới đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản ở Mỹ, góp phần làm cho nước Mỹ duy trì được chế độ dân chủ tư sản, tình hình chính trị xã hội dần dần được ổn định. Tiếp theo, luyện tập vận dụng 1. Các em lập sơ đồ tư duy về những nét chính của tình hình châu Mỹ và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về tình hình châu Âu. Phần số 1, chúng ta lập sơ đồ tư duy về những nét chính của tình hình châu Âu và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Châu Âu, phong trào cách mạng ở các nước tư bản, sự xuất hiện của một số quốc gia mới, các nước tư bản suy sụp về kinh tế. Về Mỹ,
Chiến tranh thế giới thứ nhất đem lại cơ hội vàng cho sự phát triển kinh tế. Suy thoái kinh tế bùng nổ vào tháng 10 năm 1929. Chính sách mới đưa Mỹ ra khỏi suy thoái. Hai nhỏ nêu nhận xét của em về con đường thoát khỏi đại suy thoái của các nước tư bản châu Âu và nước Mỹ. Nhận xét như sau: do điều kiện lịch sử của mỗi nước có sự khác nhau, nên các nước tư bản Âu Mỹ đã đưa ra những giải pháp khác nhau để thoát khỏi đại suy thoái. Cụ thể là các nước Anh, Pháp có nhiều thuộc địa, vốn là thị trường nên tiến hành những cái cuộc cải cách kinh tế xã hội. Các nước Đức, Italia không có hoặc là có ít thuộc địa nên ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu. Thị trường đã đi theo con đường phát xít hóa, thiết lập chế độ độc tài, phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới. Sự xuất hiện và lên cầm quyền của lực lượng phát xít ở các quốc gia như Đức, Italia, Nhật Bản đã đặt thế giới trong cái tình trạng căng thẳng nguy cơ. Một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần. Vận dụng các em tìm hiểu thông tin trên sách báo và Internet viết động văn ngắn giới thiệu về chính sách mới của Tổng thống Roosevelt nhằm đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc đại suy thoái kinh tế.